Dạ cư Lương Nguyễn, mến chào bà con và các bạn nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của em Thanh Ngọc, giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép nhiều màu, những cái dòng siêu bông siêu hoa cây dáng đế gốc đẹp nha bà con. Sau đây mời bà con các bạn mình cùng giao lưu ạ. Rồi anh chào Ngọc. Dạ chào anh Liêm, chào cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay em tiếp tục giao lưu một số hoa giấy ghép nhiều màu, cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Để không mất thời gian thì đầu tiên em sẽ lên một cây Anana mã số 1, chiều cây là 64, Anana đổi màu, tán ngang là 58, hoành là 12. Mã số 1 em giao lưu với giá là 250. À đây nè. Hoa vàng và hoa cam hai màu nha mọi người. Rồi. Ok. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây đỏ lửa. Cây đang bốc nụ. Chiều cao là 66. Tán ngang là 50. Hoành là 22. Mã số 2 em giao lưu với giá là 350. Cây gốc đế to quá à. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 là cây cẩm thạch nhiều màu nha bà con. Có cẩm thạch Blaikan. Cẩm thạch Blaikan, cam cầu vồng, cẩm thạch hồng là 3, cẩm thạch đỏ là 4. 4 màu. Cắn à? 5. 5 màu. Chiều cao là 65. Tán ngang là 46. Hoành là 12. Mã số 3 em giao lưu với giá là 280. Cây 5 màu. 280 cho cây 5 màu. 6 màu luôn, cẩm thạch cam. Lá to màu vàng. Quay qua bên anh. Đây, nó đang búp. 6 màu. Mã số 4, cây thái hồng, hồng thái. Chiều cao là 70. Tán ngang là 56. Cây đế số dài nha bà con. Vành là 12. Mã số 4 giao lưu với giá là 260. 260 mã số 4. Thái hồng, một màu mới của ngũ sắc thái nha, là màu thứ 6. Rồi. Mã số 5. Cái này là phước hồng sakura. Cây đang nụ và búp nha bà con. Chiều cao là 57. Tán ngang là 44. Hoành là 15. Mã số 5 em giao lưu với giá là 280. 280 cho một cây củ bình phước hồng sakura đang hoa và nụ. Mã số 5. Tiếp theo, mã số 6. Cây Gatsbia. Một màu đỏ. Chiều cao là 69. Tán ngang là 45. Hoành là 11. Mã số 6 giao lưu với giá là 240. Đỏ Gatsbia. Rồi. Bây giờ là những cái dòng cây siêu bông nha bà con. Mã số 6. Số 7. Số 7. Cây dưa hấu. Dưa hấu đỏ. Chiều cao là 62. Tán ngang là 42. Hoành là 15. Mã số 7 em giao lưu với giá là 250. 250k. Dưa hấu đỏ. Rồi. Mã số 8. Một cây thêm maret. Chiều cao là 70. Tán ngang là 42. Hoành là 14. Mã số 8 giao lưu với giá là 260. Cành vàng lá ngọc bông đỏ.
Cây này hoa to và nó xiên bông lắm nha. Himalayan. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 9. Số 9 là một cây hồng tiết. Trắng trắng trắng. Rối rồi. Ủa, Một mảng trắng trắng, tiết. trắng tuyết. Chiều cao là 76. Đáng như là 55. Trắng tuyết siêu bông luôn bà con. Vành là 10. Mà số 9 nó lưu giá là 207. Cây Cây trắng này tuyết. trắng tuyết, nó họ dưới tím tuyết, nó rất là xiên bông. Rồi. Tiếp theo mã số 10. Số 10. Cây Một ghép đi màu nha. đỏ Red Pizza. Chiều cao là 74. Tất nhiên là 59. Để sổ đẹp luôn. Vành là 14. Mã số 10 em giao lô với giá là 300. 300k cho mã số 10. Rồi. Tiếp theo. Mã 11. 11, nhiều Cây màu. nhiều màu. Có đỏ lửa, cam lửa. Trắng mà lai. Ba Đây là màu. cây được 3 màu. Cây ba màu. Chiều cao là 57. Tất nhiên là 50. Vành là 17. Mã 11 em giao lưu với giá là 360. 36 cho cây đế đẹp nha, quấn củ quỳnh luôn con, đặc sự luôn. Ba màu. Rồi. Tiếp theo mã 12. Mã 12 là cây hồng tuyết. Hồng tuyết siêu bông. Hôm nay bông rực rỡ luôn nha bà con, cây nào cũng bứt nụ. Chiều cao là 60. Tất nhiên là 67. Vành là 20. Mã 12 em giao lưu với giá là 270. Cây hồng tuyết. Tuyết 207. Rồi. Cây 10, mã 13. Tím non đột biến. Tím đột biến từ cẩm thạch tím ra cái lá nó xanh. Vẫn siêu hoa như cẩm thạch tím siêu bông nhưng mà Chiều cao là 63. tím lá xanh. Tất nhiên là 49. Vành là 17. Mã 13 nhân lô với giá là 320. Cho một cây tím siêu hoa đột biến từ cẩm thạch. Tiếp theo Mã 10, 14. 14. 14 cây này cũng ghép nhiều màu nè, đỏ lửa, Tím tím lửa. lửa, trắng mã lai. Cam lửa. Ba màu à? Phải cam lửa không? Đỏ lửa, tím lửa với trắng mã lai. Ba màu. Chiều cao là 59. Tất nhiên là 58. Vành là 20. Mã 14 giao lưu với giá là 370. Ba Cây màu. củ bình đẹp luôn, lùng lực. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo trang mã 15. Hôm nay là bông rực rỡ luôn. 15 là một cây ghép cẩm thạch Thật nhiều màu. nhiều màu. Có khoảng 5 màu. Black can nè, tím tuyết nè, trắng nè. Tím siêu bông là thấy 4 rồi. Trắng tuyết, black can, tím tuyết,
Cẩm thạch siêu bông 4 màu à? Chiều cao là 70. Tán hình là 40. Vành là 13. Mã 15 em giao lưu với giá là 280. 208. Mã 16. Một Một màu màu. giáp da. Chiều cao là 71. Tán ngang là 45. Vành là 13. Mã 16 giao lưu với giá là 270. Tiếp theo mã 17. Mã 17 Mã 17 này những cái cây thái thái nhiều ngũ màu, sắc nha bà con. này thái 5 màu. Đỏ, cam, hồng sen, trắng phước hồng, vàng. Đó, đủ 5 màu luôn. Chiều cao là 83. Tán ngang là 60. Vành là 14. Mã 17 giao lưu với giá là 360. Trong Thái cây 5 ngũ màu. sắc thái một cốt. Cây này bo nó dài ra thì nó bông nó nhiều hơn rồi. Hàng này đang nụ bông chiền. Mã 18. 18 nhiều màu luôn. Có hồng gân, hồng gân thì chưa ra hoa. Đỏ lửa. Đỏ lửa, tím tuyết, Tuyết. tím bướm với lại tím lá xanh. 1 2 3 4 5 màu. 5 màu luôn nha bà con. Chiều cao là 62. Tán ngang là 41. Vành là 12. Mã 18 giao lưu với giá là 250. 250 cho mã 18. Mã 19 cây Andana. Chiều cao là 60. Tán ngang là 48. Vành là 17. Mã 19 em giao lưu với giá là 250. Adana đổi màu. Rồi, tiếp theo 20. Mã 20. 20 là một cây nhiều màu nha, lộn lộn. Có red pizza nè, hồng gân nè. Thái Thái vàng. vàng 3 màu. 3 màu. Chiều cao là 68. Tán ngang là 34. Vành là 17. Mã 20 giao lưu giá là 250. Mã 20 là mã số cuối cùng. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem cuối clip. Cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Rồi, anh cảm ơn Ngọc nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn những cái cây hoa đẹp để chốt ủng hộ nhà vườn Thanh Ngọc nha. Bye bye bà con. Chúc bà con mình xem clip rất là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ. À.